Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Kính thưa quý vị, cuộc sống hiện đại là cuộc sống của sự bận rộn, vội vàng, nhanh chóng. Ai ai cũng mong được làm ít, ăn nhiều, làm chơi, ăn thật. Trong một thời gian ngắn mà gặt hái được thành công. Tuy rằng chẳng có ai tự nhiên thành công cả, đặc biệt là đàn ông. Thành công của họ tuyệt đối là không phải một bước lên trời mà đều dựa vào nỗ lực của mình, từng bước trèo lên trên. Có người nói, lập chí không quý ở cao xa mà quý ở kiên trì. Thành công tại lâu dài chứ không tại nhanh chóng. Thành công không phải ngay lập tức đạt được sau một đêm mà là những nỗ lực và phấn đấu ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Đàn ông thành công đều rất chậm. Chậm là ổn. Ổn chính là biểu hiện của trưởng thành. Đàn ông chín chắn trầm ổn đều có vốn sống rất phong phú. Những tích lũy theo năm tháng tạo nên tâm thái vững vàng, tự tin. Từ đó tạo nên năng lực đi làm chuyện lớn. Sau đây là ba cái chậm của người đàn ông làm nên đại sự. Hãy nghe xem bạn có ba điều đó không nhé. Ba cái chậm của người đàn ông làm nên đại sự. Đầu tiên, chậm là ổn. Ổn chính là biểu hiện của trưởng thành. Chẳng có ai tự nhiên thành công cả, đặc biệt là đàn ông. Thành công của họ tuyệt đối không phải là một bước lên trời, mà đều dựa vào nỗ lực của mình, từng bước trèo lên trên. Có người nói, lập chí không quý ở cao xa, mà quý ở kiên trì. Thành công tại lâu dài, chứ không tại nhanh chóng. Thành công không phải ngay lập tức đạt được sau một đêm, mà là những nỗ lực và phấn đấu ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Đàn ông thành công, thực ra họ không đi nhanh, ngược lại đều rất chậm. Xã hội không ngừng phát triển, người thích phất lên sau một đêm sẽ không thể có được thắng lợi cuối cùng. Chỉ khi đánh vững, đánh chắc, duy trì tốc độ phát triển phù hợp với bản thân, không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực, mới có thể đặt được một nền tảng ổn định, đứng thật vững chắc. Đàn ông thành công đều sở hữu một niềm tin mạnh mẽ. Họ sẽ gắn bó không rời với niềm tin này, để rồi từng bước một kiên trì. Thế gian này không tồn tại việc gì là không lao động mà vẫn có thu hoạch. Tương lai cần phải dựa vào chính đôi bàn tay của mình để xây dựng. Trên con đường thành công, không có ai luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Đây là một con đường vừa dài vừa khó khăn. Gia cảnh khó khăn, không người giúp đỡ. Có người liền từ bỏ, buông xuôi tất cả. Cuối cùng cả đời sống trong nghèo hèn. Có người ngã ở đâu liền đứng lên ở đó, cõng theo hành trang tiếp tục xuất phát. Đàn ông thành công đều rất chậm. Chậm là ổn. Ổn chính là biểu hiện của trưởng thành. Đàn ông chín chắn trầm ổn đều có vốn sống rất phong phú. Những tích lũy theo năm tháng tạo nên tâm thái vững vàng, tự tin. Từ đó tạo nên năng lực đi làm chuyện lớn. Thứ hai, giỏi tích lũy. Bước từng bước chậm mà chắc. Tích lũy phong phú, chậm chậm phát huy. Bất cứ thành công nào cũng đều không phải là ngẫu nhiên. Cũng không phải là một đêm mà thành. Nó trước giờ đều là sự tích lũy tỉ mỉ trong một thời gian dài. Giá trị quan cần tích lũy, quan hệ xã hội cần tích lũy, từ không tới có, từ lượng tới chất. Đợi tới khi thời cơ chín muồi, họ nhất định sẽ tung ra tài năng trong lĩnh vực của riêng mình. Jack London, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ, là một người có xuất thân bần hàn. Vì sinh kế, ngay từ khi còn rất nhỏ, ông đã bắt đầu đi làm thêm. Có những hôm một ngày làm tới mấy công việc. Dù phải sống trong môi trường khó khăn và khắc nghiệt như vậy,
nhưng ông không bao giờ từ bỏ việc học tập. Ông tích lũy vốn văn học cho mình bằng một cách chậm chậm tích lũy. Ông luôn tận dụng thời gian và cơ hội để đọc sách. Mỗi lần phát hiện ra từ ngữ hay câu nói hay nào trong sách hoặc từ điển, ông đều sẽ viết lại vào một tấm thẻ nhỏ, sau đó nhét, đút, cất vào tất cả những chỗ mà ông sẽ sờ đến trong cuộc sống. Chẳng hạn như nhét vào các túi quần, ra ngoài khi có thời gian rảnh sẽ lôi ra đọc. Chính nhờ sự tích lũy không ngừng nghỉ, đọc lại rất nhiều lần, mà ông đã có được cho mình một lượng từ ngữ vô cùng phong phú, đồng thời trở nên thuần thục hơn trong việc viết văn, và cuối cùng trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Cuốn Tình yêu cuộc sống mà ông viết nhận được sự khen ngợi tới từ Vladimir Ilyich Lenin. Rất nhiều tác phẩm khác cũng nhanh chóng trở nên phổ biến, có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới nền văn học nước Mỹ. Lỗ Tấn, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, từng nói: "Một phần lao động sẽ cho ra một phần thu hoạch. Ngày dồn tháng chứa, từ ít tới nhiều. Kỳ tích cứ như vậy mà được tạo ra. Không tích lũy mỗi nửa bước thì lấy đâu ra vạn dặm đường đi? Không có những con kênh nhỏ thì lấy đâu ra sông lớn? Thành công chỉ khi từng chút tích lũy mới có thể đưa tay nắm bắt thật chắc ngay khi thời cơ tới. Người luôn mong phất lên sau một đêm, căn bản sẽ không bao giờ tĩnh tâm lại, nghiêm túc nâng cao bản thân. Giấc mơ có đẹp đẽ, hoa lệ tới đâu mà không có sự tương xứng của năng lực, vậy thì cũng chỉ là bỏ đi. Bước chậm chậm, khắc phục vấn đề, không từ bỏ, nỗ lực đi sâu tìm tòi, học hỏi. Người thành công không bao giờ từ bỏ. Kẻ từ bỏ sẽ không bao giờ có được thành công. Làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có một tinh thần đi sâu, tìm tòi, nghiên cứu. Dù chỉ bỏ ra hơn người khác 1/100 nỗ lực, thì nó cũng giúp kéo lại gần khoảng cách với thành công hơn một chút. Thành công vốn dĩ không phải là một chuyện dễ dàng. Nó cần chúng ta không ngừng bỏ ra, không ngừng nỗ lực. Dù phía trước chỉ nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng không được phép từ bỏ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Một người không từ bỏ, nỗ lực học hỏi, tìm tòi, cánh cửa thành công nhất định sẽ luôn rộng mở chào đón họ. Tâm thái chậm, không nóng vội, không bốc đồng, giỏi hoạch định cá nhân. Người trầm ổn, khi gặp phải vấn đề, đều có thể không hoang mang, bình tĩnh đi xử lý. Không phải vì tính cách chậm chạp, mà là dù có gặp phải sự việc gấp gáp tới đâu, cũng sẽ không để sự hoang mang khỏa lấp. Nếu không suy nghĩ, sẽ bị rối loạn. Cuối cùng, bỏ lỡ mất thời gian vàng giải quyết vấn đề. Thời kỳ Tam Quốc, kế sách nổi tiếng nhất của Gia Cát Lượng, không thành kế, cũng chính là đạo lý này. Khi đó, từ Mã Ý thống lĩnh 15 vạn đại quân đánh về phía Tây Thành, nơi Gia Cát Lượng đóng quân. Gia Cát Lượng khi đó chỉ nắm trong tay hơn 2.000 binh sĩ trong thành. Mọi người ai cũng hoảng loạn, lo lắng bất an. Chỉ mình Gia Cát Lượng vẫn rất điềm tĩnh. Ông nói với mọi người: "Không cần hoảng loạn, ta có kế sách có thể khiến Tư Mã Ý tự động lui binh." Sau đó, ông cho binh sĩ mở 4 cổng thành. Bản thân thì an nhiên ngồi trên thành lầu gảy đàn. Tư Mã Ý đến dưới chân thành, trông thấy cảnh tượng này, hoài nghi rằng có bẫy, liền ra lệnh rút quân. Gia Cát Lượng dựa vào trí tuệ và tâm thái điềm tĩnh an nhiên của mình mà đã chiến thắng không biết bao nhiêu trận đánh, khiến kẻ địch không kịp phòng thủ trở tay.
để lại một cuộc đời huy hoàng suốt hàng ngàn năm. Càng là người trầm ổn, bình tĩnh, khi gặp chuyện càng nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề. Dù đối mặt với sự việc bất ngờ, họ cũng sẽ giữ được cho mình một cái đầu tỉnh táo, cảm xúc vững như núi Thái Sơn, khả năng định vị mạnh mẽ, đem lại cảm giác vô cùng an toàn cho người bên cạnh. Người luôn ổn định, bình tĩnh giữa nguy cơ, có một tố chất tâm lý mạnh mẽ, duy trì được sự lý tính khi đối mặt với tình huống khẩn cấp, càng có thể cho thấy được phong độ lãnh đạo của bản thân. Và điều thứ ba, đàn ông nên được nghiệp lớn đều rất chậm. Michael Yu là người sáng lập và chủ tịch của New Oriental Education and Technology Group Incorporated từng nói: "Đừng quá tin vào mấy lời kiểu dạng như tam thập nhi lập. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Cứ từ từ mà sống. Tôi 30 tuổi vẫn là một tên nghèo rớt mồng tơi. Chỉ cần không ngừng nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu, sớm muộn gì cũng thành công." Thành công không phải dựa vào cái đầu tưởng tượng là ra, cũng chẳng phải dựa vào cái mồm cứ nói là ra. Người không nỗ lực, cả đời này cũng sẽ mãi chỉ là mơ mộng viển vông. Người nỗ lực, thành công sẽ từ từ tìm đến họ. Áp lực cạnh tranh trong xã hội ngày nay là rất lớn. Một người thành công đúng nghĩa nhất định đã trải qua một cuộc sống vô cùng phong phú, bỏ ra nhiều nỗ lực hơn người khác. Vượt qua mọi khó khăn mới có thể vững vàng đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm những phong cảnh xa xôi mà không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng được. Thành công không phải 3 phút nhiệt huyết là có thể đổi lại được. Nỗ lực và tích góp ngày này qua tháng khác mới có thể đổi lấy được chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Con người sống đừng chỉ suốt ngày mong mỏi giàu có sau một đêm. Dù có thành công rồi thì cũng chỉ là một bông hoa non nớt. Sóng gió vừa ập tới, ngay lập tức sẽ tan tác. Ai cũng đều mong muốn thành công, muốn có một sự nghiệp lớn, luôn ghen tị với những người có một cuộc sống thành công ngay khi còn rất trẻ, cho rằng đây là một điều dễ dàng. Nhưng chỉ khi bạn trải qua thăng trầm của cuộc sống, bạn mới thấy rằng thành công không phải chuyện dễ dàng, không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ khi chăm chỉ và không ngừng tích lũy, ta mới có thể trở thành một người thực sự thành công.